Xin chào các bạn. Lâu lắm rồi mới có dịp để ngồi thư giãn giải lao và chia sẻ với các bạn về cái công việc làm vườn của Vinh Lê. Hôm nay đầu hè, cái ngày chủ nhật, một ngày cuối tuần, thời tiết rất là nắng nóng, lên đến 28 độ C vào ngày hôm nay. Thực ra mà nói thì cái thời tiết ở Anh Quốc thì nó rất là hiếm để có những cái cơ hội mà thời tiết lên đến đỉnh điểm 30 độ hoặc 28 độ trở lên. Thời tiết hôm nay như thế này thôi, nhưng mà chỉ 2 ngày hôm sau thì lại mưa, 70% là mưa và nhiệt độ sẽ giảm xuống. Mình sẽ giới thiệu qua với mọi người cái công việc của mình, công việc của Vinh Lê hàng ngày, với cái sở thích, đam mê và làm vườn. Như các bạn biết qua những cái clip thì đây là một cái góc khuôn viên nho nhỏ của mình, để vào những cái dịp mùa hè khi mà thời tiết nắng nóng, cái góc nhỏ này là mình chuyên để trang trí và trồng những cái cây hoa và những cái cây ăn trái. Với một cái góc nho nhỏ như này thôi thì nó là một cái điểm thư giãn của gia đình vào mùa hè. Thường thì thời tiết nắng nóng ban ngày tầm này, mà khi mà thời tiết mặt trời dịu xuống thì mình có thể là cái điểm lý tưởng nhất để mình ngồi mình giải lao. Một chút nho nhỏ góc khuôn viên vườn như thế này thôi, để mình cảm thấy xả đi cái stress trong công việc. Cái cuộc sống của Vinh Lê, sở thích nó là làm vườn chứ không phải là công việc chính của mình, thì mình cũng giới thiệu qua với mọi người cái công việc và cái cuộc sống. Thường thì một ngày chỉ có 2 tiếng buổi sáng, và sau giờ làm việc buổi tối ăn cơm xong thì mình ra mình làm vườn. Tổng cộng trong vòng một ngày mình có khoảng 4 tiếng để mình làm cho cái công việc làm vườn thôi. Công việc chính thì mình vẫn đi làm hàng ngày từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều về, thì cơm nước xong thì bắt đầu mình lại làm với cái công việc làm vườn. Cái niềm đam mê và sở thích thì lúc nào cũng có trong người. Chính vì vậy thì mình đã tìm tòi các cái cách thức để chăm trồng làm sao cho nó được cái cây rau Việt sống ở một cái quốc gia mà thời tiết nó rất là lạnh. Một năm nó chỉ có 2-3 tháng mùa hè thôi. Như các bạn biết, ở Anh Quốc là một cái xứ sở mà thường nhắc đến thì người ta sẽ nói là xứ sở sương mù. Thời tiết rất là khắc nghiệt. Để tạo nên được một cái khuôn viên vườn Việt đủ các loại rau, gần như là đỉnh điểm có những cái lúc mà cái vườn nhà mình một cái góc nho nhỏ như thế này thôi nó rơi đến khoảng 400 thùng trọng. Mình sẽ quay qua cho mọi người hiện tại và thời điểm bây giờ. Thời tiết nắng nóng thì rau nó cũng vẫn đang phát triển lên rất là nhanh. Chỉ trong có một tuần vừa rồi thôi, thời tiết rất là nắng nóng thì mình đưa tất cả các cái cây ra ngoài. Đặc biệt nhất là cái rau Việt thì như các bạn biết, vào thời điểm một tháng trước thì nó rất là lạnh và nó khó để cho những cái cây rau nó phát triển. Thì cái cách thức của mình nó là hình thức trồng di động. Mình ươm tất cả các cây và trồng những cái cây con như thế này, để đưa vào trong những nơi có mái che và đợi lúc nắng nóng mình đưa ra. Đó, như hiện tại rau muống nó phát lên rất là nhanh. Và hình thức như thế này thôi, mình sẽ đổ nước vào chỉ trong vòng một chút nắng ấm nữa là mình để cây nó cứng cáp lên, thì mình sẽ đổ nước vào ngập lên phía trên để mình trồng hình thức rau muống nước. Cây mơ này như các bạn thấy đây, chỉ trong vòng một tuần thôi, mà thường thì là mình để quanh năm 365 ngày, cây mơ lúc nào cũng có mặt tại vườn, và mùa đông mình đưa vào nơi có mái che, mình không có hề cắt mà nó cũng không hề chết. Mình giữ làm sao để cho lúc nào nó cũng có cái lá để mình ăn. Thậm chí vừa rồi mình cắt đi rất nhiều cành, mình tặng mọi người rồi mà nó vẫn còn lên trong vòng một tuần nay, nó tốt, rất là tốt luôn. Đặc biệt nhất đây là cái cây Phật thủ. Cây Phật thủ là cây năm đầu tiên mình đã lấy có giống để mình trồng. Hoa ra sai kinh khủng, rất là sai, và hiện tại những cái quả nó đang đậu lại như thế này. Hy vọng thì năm nay nó sẽ cho ra trái để mình ra mắt mọi người cái cây Phật thủ. Và mình sẽ có những cái clip chia sẻ cách chăm trồng như thế nào. Và thời điểm hiện tại hoa nó ra rất là nhiều, nó ra từng tầng từng lớp một, rất là nhiều hoa. Và một cái góc nho nhỏ này đó là những cái hình thức mà mình trồng giống cây leo giàn. Tất cả bầu bí, mướp,
và dưa leo, thậm chí là su su mình cũng có thể trồng bằng cái hình thức mà tôi chọn như thế này. À, với cái thời điểm mà thời tiết ở Anh Quốc thì như các bạn thấy một cây bí của mình sẽ bằng hình thức như thế này. Đây là những cây mà mình trồng bằng hình thức thùng chậu, không đục lỗ. Các bạn thấy nó phát triển mập và tốt như thế này. Và mình sẽ so sánh với các bạn ngay đây với cái cây mà mình trồng ở ngoài đất. Đây là những cái cây bí cùng gieo một lứa với nhau. Đó, như các bạn thấy, mình trồng ra ngoài đất thì cái thời tiết ở Anh Quốc nó không có đảm bảo để cho cây nó mọc nên phát triển rất là tốt. Bởi vì là mấy tuần trước mưa tầm tã và lạnh. Sau một tuần nay nó lắng. Khi nó lắng thì nó lại lắng lắm quá thì cái cây bí nó lại phát triển bị sốc nhiệt. Nó rất là khó để cho mình lựa được những cái cây mà nó phát triển tốt, được đảm bảo theo như ý để cho mình đến lúc thu hoạch. Chính vì vậy, Vinh Lê vẫn thích chăm tất cả các loại cây rau Việt bằng hình thức thùng chậu di động, không đục lỗ. Một cây bầu nó như thế này, như các bạn thấy nó rất là tươi tốt, đang phát triển chỉ trong vòng lai mai thôi thì mình phải cho lên dàn và chống cây lên để cho nó leo. Hình thức như này nó sẽ đảm bảo 100% cho các bạn khi mà được cây rau mình trồng thu hoạch đến ngày được ăn trái. Mướp lên rất là nhanh. Đó. Nếu mà mình trồng ra ngoài vườn thì khẳng định với các bạn ở cái quốc gia Anh Quốc và một số các quốc gia lạnh, thời tiết như châu Âu thì rất là khó. Nhất là năm nay thời tiết rất là khắc nghiệt. Tất cả mọi người đều nói là rất là khó để trồng. Nhưng mà cái cách của mình như thế này đảm bảo 100%. Như các bạn thấy, tất cả cái thùng của mình đây, hai cái mướp này thì sẽ vào một cái thùng đường kính là 60 và chiều cao 60. Cho phân rác bếp thải và một số phân gà mình bón ở phía dưới và mình cho lên như thế này. À, vào thời điểm hiện tại cây nó chưa phát triển thì mình vẫn để dưới cái nơi có cái mái che như này, phòng trường hợp mưa hoặc là lạnh thì là cây nó sẽ đảm bảo hơn khi mà nó phát triển. Đây là những chậu dâu tây, như các bạn thấy mình trồng hình thức bằng thùng chậu để trên phía trên như thế này thì đặc biệt nhất là không có sâu bệnh, gần như là tất cả các cái sâu bệnh khó phát triển được lên khi mà mình trồng vào thùng chậu, và mình sẽ để ý vào những cái lúc mà rảnh rỗi để xem những cái cây mà nó có hiện tượng sâu bệnh như thế nào. Chỉ trong vòng 1-2 tuần nữa thôi, thời tiết nắng ấm đẹp thì tất cả những cái cây rau Việt như các bạn thấy, rau muống, mùng tơi, rau đay, tía tô, kinh giới, húng quế. Vào thời điểm hiện tại, thời tiết đang nắng đẹp 25 đến 26 độ là thích hợp nhất để cho mình gieo tất cả các cái giống cây rau dền. Rau dền xanh, rau dền đỏ, mùng tơi, cải cúc và rau đay, thậm chí là mùi và tất cả các cây rau thơm như thế này, nó đang phát triển lên rất là nhanh, ăn không hết. Gần như là tất cả những cái giống rau mình chia sẻ tới mọi người cái cách chăm trồng như thế nào, mình trồng chỉ để đủ cho phục vụ cho gia đình và một số người thân. Đó, cái cây cải thết đây cũng trồng rất là nhiều, bởi vì đúng ra thì một cái chậu nó chỉ một cây thôi. Và như cái chậu như thế này là mình trồng 3 cây. Mình 3 cây ở trong một cái chậu, nó không đục lỗ. Hình thức như thế này thôi, bây giờ có mưa to mình để ngoài cũng không sợ, bởi vì khi nó có đầy nước lên thì các bạn sẽ đổ nó đi. Thì là chuẩn nhất để cho những cái cây rau, bởi vì cái công việc của Vinh Lê thì đi làm hàng ngày. Và thời tiết như mấy ngày hôm nay, như các bạn biết, nếu mà thùng chậu mà một cái chậu nhỏ như thế này, một cái chậu nhỏ như thế này, đó, đặc biệt nhất là cái cây su hào, củ su hào như thế này, một cái chậu nhỏ mà mình đi làm một ngày thời tiết nắng lên đến 28, 29 độ thì tối về là nó sẽ gục hết, bởi vì nếu mà mình đục lỗ, gần như là khi mình tưới thì nước nó sẽ chỉ chảy ra trong vòng một lúc sau. Với cái cách thức như thế này thôi thì rau vẫn tươi tốt khi mà mình buổi tối mình đi về, cơm nước xong mình ra vườn mình tưới rau thì lúc đấy là cây nó vẫn không có bị ảnh hưởng khô nước và nó sẽ không bị trột. Đặc biệt nhất là những cái chậu ngô như thế này cũng phát triển lên rất là nhanh. Từ lúc mình gieo mình để trong cầm cự, khi mà thời tiết nó
chưa đủ lắng ấm thì mình để phía trong nơi có mái che, và bây giờ nắng ấm mình đưa ra ngoài thì nó phát triển lên từng ngày. Chỉ trong vòng 1 ngày 2 ngày mình nhìn nó đã khác hẳn rồi. Và những cái cây ăn trái như thế này, hiện tại những cái cây chanh nó đã ra tiếp một cái lứa kế tiếp và mầm xanh đang trồi lên. Đó. Cam đây cũng thế, cây cam này cũng đã ra hoa. Như các bạn biết trong lúc Tết thì mình để trong nhà. Và những cái cây đào này quả rất là sai. Đó, cây đào quả rất là sai, hiện đang cho ra trái như thế này rồi. À, một góc nhỏ nhỏ này thôi mình trồng những cái cây ăn trái để vừa là thư giãn, vừa là làm cây cảnh khi mà có dịp Tết đến là có hoa đào và cây quất để mình chơi. Không thể không nhắc đến cái vườn cần di động bằng thùng chậu số 1 ở Anh Quốc. Khẳng định với các bạn là cái vườn cần là quanh năm mình sẽ có cần ăn, không lúc nào hết. Mùa đông thì nó không được tốt như thế này, nhưng mà nó vẫn có cái cây cần để cho mình dùng vào bữa ăn hàng ngày. Khẳng định cái cách trồng của Vinh Nê bằng hình thức chia sẻ trên các clip, các bạn yên tâm là cần sẽ cao và mập. Thậm chí cần bây giờ của mình nó đã lên đến 60 đến 80 cm rồi. Cho các bạn thưởng thức nhìn qua, đó, cần nó đã tốt như thế này. Và bây giờ đã được thu hoạch rồi, nhưng mà mình trong thời điểm nó lắng này mình để cho một vài ngày nó mưa xuống một chút để cho cái cần nó được xanh mơn mởn, nó mập, nó non, thì mình lúc đó mình sẽ chia sẻ cái clip mình thu hoạch cần và chăm cần như thế nào. Rất là đơn giản, hình thức như thế này thôi. Và đây là cái lớp kế tiếp. Mình lấy gốc, mình dâm nó ra như thế này. Một chút thư giãn giải lao sau lúc ăn xong thì thường buổi tối thì mình hay ra đây ngồi để uống trà và ăn tráng miệng những cái cây hoa quả và ngắm một chút vườn. Chưa hẳn là khi nghỉ ngơi như thế này rồi mình đã được vào để mà đi ngủ. Kế tiếp mình lại phải tưới, để cho tưới tất cả một cái vườn rau như thế này chỉ trong vòng 1 tiếng. Trong vòng 1 tiếng thì có thời điểm nó lên đến 3 đến 400 cái thùng chậu mình tưới đều xong hết. Hình thức rất là đơn giản vì tiết kiệm và hạn chế được cho mình rất nhiều thời gian khi mà mình chăm cái hình thức bằng thùng chậu không đục lỗ. Nếu mà 400 cái thùng chậu các bạn một ngày mà chỉ cần ngồi để tưới thôi thì 2 lần thôi thì có thể là hết thời gian, mình không đi đâu được. Cái cách của mình như thế này thì một ngày mình tưới 1 lần, mình tưới vào buổi tối, và có những hôm khi thời tiết nó không nắng nóng thì cái hình thức thùng chậu không đục lỗ là các bạn 2 ngày mới tưới 1 lần. Rất đơn giản, rất là hữu ích. Như thế này tiết kiệm được cho mình rất nhiều thời gian, và cũng là cái sở thích và cái đam mê để cho mình làm vườn, và không ảnh hưởng đến cái công việc chính của mình đi làm hàng ngày. Mình vẫn có thời gian để chăm sóc cả một cái khu vườn như thế này, đủ 100 loại rau. Có những lúc mà hơn, tất cả hơn, mình chưa kể là những cái hoa và những cây ăn trái tại vườn. Đọc cái giống rau của Việt Nam mình thôi, như các bạn biết cái cải thì nó đã có đến chục loại cải mình trồng rồi. Tiếng khi mà mình nói 100 loại rau thì có vẻ rất là ngạc nhiên thôi, nhưng mà đúng là nó là thực tế. Cải nó đã có gần chục loại cải rồi, mà riêng nó húng thì nó cũng đã khoảng đến 5 loại húng rồi. 5-6 loại húng mình trồng tại vườn. Cho nên là cái đơn giản nhất là mình trồng bằng hình thức như này thì mình chăm đắm rất là dễ. Bằng cái một chút kinh nghiệm nho nhỏ trồng rau và làm vườn tại nhà bao nhiêu năm nay thì mình cũng chia sẻ tới mọi người qua từng clip để cách thức như thế nào chăm được cái cây rau mà nó tiết kiệm thời gian, mà nó có hiệu quả khi mà thời tiết rất là khắc nghiệt ở Anh Quốc nói riêng và tất cả các quốc gia xứ lạnh nói chung. Cho cộng đồng mình có cái cây rau vào những bữa ăn, nhất là đặc biệt mùa hè, khi mà mình không phải phụ thuộc đi mua những cái rau thơm tại vườn. Dù có nhà có vườn hay không có vườn, ở trên cao hay dưới mặt đất, các bạn vẫn có thể trồng được bằng hình thức chậu như của mình đây. Như mình đã chia sẻ qua các clip, không ảnh hưởng gì đến vấn đề bẩn, mất vệ sinh. Thùng chậu không đục lỗ, các bạn có thể trồng ở trên ban công hoặc những cái cửa sổ nhà, và thậm chí trong nhà vẫn đều được hết. Đó là cái mà mình chia sẻ đến. Cảm ơn mọi người luôn quan tâm theo dõi kênh. Xin chào và hẹn gặp lại những clip kế tiếp khác. Mình sẽ chia sẻ nhiều hơn và chi tiết hơn. Đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật những video
mới và ủng hộ Vinh đây nhé. Xin chào.